Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Cố vấn Pháp lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần của người có công với các bạn và thân nhân của người có công với các bạn là trách nhiệm của nhà nước và xã hội. Căn cứ pháp lệnh ưu đãi người có công với các bạn năm 2020 quy định chế độ ưu đãi đối với người có công với các bạn và thân nhân của người có công với các bạn phải được xác định và điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước trong từng thời kỳ, bảo đảm mức sống của người có công với các bạn bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Bên cạnh đó, người có công với các bạn thuộc nhiều đối tượng thì được hưởng trợ cấp, phụ cấp của nhiều đối tượng. Theo đó, căn cứ quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với các bạn và nghị định số 131 năm 2021 của Chính phủ, thì thương binh có thể đồng thời được hưởng hai chế độ trợ cấp nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất là thương binh đồng thời là bệnh binh thì sẽ được hưởng đồng thời hai chế độ trợ cấp thương binh và trợ cấp bệnh binh. Trường hợp thứ hai, người đang hưởng chế độ mất sức lao động được công nhận là thương binh thì sẽ được hưởng đồng thời hai chế độ trợ cấp thương binh và trợ cấp mất sức lao động. Và trường hợp thứ ba là người đang hưởng trợ cấp thương binh nếu đủ điều kiện được công nhận là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học thì sẽ được hưởng đồng thời hai chế độ trợ cấp thương binh và trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Theo đó, trường hợp thương binh đồng thời là bệnh binh hoặc người hưởng chế độ mất sức lao động thì sẽ được hưởng thêm một chế độ trợ cấp hàng tháng tương ứng. Dưới đây là quy định giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh và quy định giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động. Trường hợp giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh thì căn cứ điều 43 nghị định số 131 năm 2021 của Chính phủ quy định, để được giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh thì cá nhân làm đơn đề nghị giải quyết thêm chế độ theo mẫu số 19 ban hành kèm theo phụ lục 1 nghị định số 131 năm 2021 của Chính phủ gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi thường trú. Sở Lao động Thương binh và Xã hội trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận được đơn có trách nhiệm đối chiếu hồ sơ đang quản lý để ban hành quyết định hưởng thêm một chế độ ưu đãi. Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với thương binh được xác định theo biên bản giám định thương tật cuối cùng. Trường hợp hồ sơ thương binh được công nhận từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 trở về trước, không còn giấy tờ thể hiện tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tật hoặc thất lạc thì trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, có văn bản đề nghị Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan binh sĩ, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng trong quân đội hoặc thủ trưởng Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an đối với sĩ quan, hạ sĩ quan chiến sĩ công an nhân dân. Các bản sao trích lục hồ sơ thương binh làm căn cứ để giải quyết chế độ. Trường hợp thương binh đồng thời là bệnh binh thì được hưởng thêm một chế độ trợ cấp hàng tháng kể từ tháng Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành quyết định trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. Trường hợp giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động thì căn cứ điều 44 nghị định số 131 năm 2021 của Chính phủ quy định, để được giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động, cá nhân làm đơn đề nghị giải quyết thêm chế độ theo mẫu số 19 ban hành kèm theo phụ lục 1 nghị định số 131 năm 2021 của Chính phủ gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi thường trú. Đối với hồ sơ thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động lưu tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận được đơn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra, đối chiếu hồ sơ đang quản lý để ban hành quyết định hưởng thêm chế độ trợ cấp ưu đãi. Còn đối với hồ sơ thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động mà không có hồ sơ lưu tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội hoặc hồ sơ lưu không còn giấy tờ thể hiện tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tật thì trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội có văn bản đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp bản sao toàn bộ hồ sơ hưởng chế độ mất sức lao động, kiểm tra đối chiếu, nếu có đủ căn cứ thì trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận được bản sao hồ sơ sẽ ban hành quyết định hưởng thêm chế độ trợ cấp ưu đãi. Cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cung cấp bản sao hồ sơ hưởng chế độ mất sức lao động đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Trường hợp bản sao hồ sơ hưởng chế độ mất sức lao động không thể hiện rõ tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tật
thì Sở Lao động Thương binh và Xã hội có văn bản đề nghị Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan binh sĩ, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng trong quân đội, hoặc Thủ trưởng Cục Tổ chức Cán bộ thuộc Bộ Công an đối với sĩ quan, hạ sĩ quan chiến sĩ công an. Các bản trích lục hồ sơ thương binh làm căn cứ để giải quyết chế độ. Đối với trường hợp thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động, thì hưởng thêm một chế độ trợ cấp hàng tháng kể từ tháng Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành quyết định trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. Như vậy là kênh vừa thông tin xong đến mọi người về một số trường hợp thương binh được hưởng thêm chế độ trợ cấp thứ hai. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và nếu như mà mọi người có những thắc mắc liên quan đến vấn đề này hoặc những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với kênh nhé.